Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một ảo thuật về Cuba Chicken, đó chính là 4-2-1, 4 trong 1. Bây giờ các bạn sẽ theo dõi mình diễn nha. Để đầu tiên mình sẽ cho các bạn xem đây là 4 hũ xì. Hũ xì thì mình sẽ để đặt ở một bên. Rồi, bây giờ mình sẽ thả bài xuống, mình sẽ dựa bất kỳ chỗ nào, dựa chỗ này. Rồi, các bạn thấy đây là hai bít. Rồi, bây giờ hai bít này mình sẽ để vào phần này. Đây là hai bít. Rồi, bây giờ bốn con xì mình sẽ lật lại cho con xem. Một con xì, hai con xì, ba con xì và bốn con xì. Bây giờ mình sẽ cầm mình chà nó lá bài khán giả đã trao đổi vào đây. Vậy bốn con xì nằm đâu thì các bạn sẽ, giờ mình sẽ trả bạn ra xem. Bốn con xì đang nằm đây. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chọn thuật phù hợp. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy ra trước bốn con xì như thế này. Đó, lấy trước bốn con xì. Khi mình đưa cho khán giả xem, lúc đó mình làm dấu một lá. Như thế này. Chúng ta đã làm dấu một lá. Mình gom nó lại. Gom lại mình để qua một bên như thế này. Để qua một bên. Rồi. Lúc đó mình lật một bài lại. Mình thả bài xuống. Vô dừng chỗ này, mình để phần này phần trên qua một bên, và lúc này mình làm dấu hai lá, mình làm dấu hai lá, mình giữ lại và mình lấy lá dưới. Trong khi lấy dưới mình sẽ xoay một bài lại như thế này. Thì lúc đó các bạn nghĩ đây là con năm, thực sự năm vẫn nằm đây, đây chỉ là lá dưới thôi. Rồi lúc đó mình để qua đây. Để vào phần này, chúng ta chỉ để vậy thôi. Rồi, trong khi đó, trong lúc mình lấy bốn con xì này, mình tắt một bài nữa, mình làm dấu một lá. Như thế này. Làm dấu một lá. Rồi, rồi mình lấy bốn con xì này, mình đè nó lên, mình cầm ra. Rồi, tổng cộng đây là có 6 lá. Rồi, đó mình cầm như thế này. Mình lấy lá trên đầu ra, lấy từng lá như bình thường. Đến lá thứ ba, đến lá thứ tư, chúng ta cầm như thế này. Chúng ta xoay lại. Xoay lại, chúng ta để lại như thế này. Lúc đó, chúng ta nhấc một lá lên. Chúng ta làm dấu. Và khi đó, biến đổi thì chúng ta sẽ lấy ngón trỏ này kết hợp với tay. Mình đẩy tay này, mình lấy ngón cái mình đẩy lá này ra, rồi mình lấy ngón trỏ mình đẩy vô như thế này. Đó, các bạn thấy chúng ta chỉ kết hợp, chúng ta chỉ làm xong. Rồi đó, đây là lá khán giả. Rồi đó mình sẽ tách một bài ra, thì bố của xì nằm ở đây nên mình sẽ tách bài ra. Rồi mình lấy đầu này, giữ đầu này mình trải bài ra luôn. Lúc này thì thấy có bốn lá đã bị lỡ úp. Và bốn lá đó là bốn con xì. Cảm ơn đã xem.